Ngày 18 tháng 8 năm 2017, Viện Hàng Lâm Khoa học Xã hội Cộng sản Việt Nam đã cho ra mắt Bộ Lịch sử Việt Nam. Một trong nhiều điểm mới của bộ sách lịch sử này được tờ báo Lề Phải Tuổi Trẻ nói là việc đề cập đến sự tồn tại của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa như một thực thể chính trị độc lập tại miền Nam Việt Nam, xóa bỏ tên gọi Ngụy Quân, Ngụy Quyền trước đây. Bộ sách lịch sử Việt Nam gồm 15 tập bao quát nền lịch sử của Việt Nam từ khởi thủy đến năm 2000 do Viện Sử học Cộng sản Việt Nam biên soạn với sự tham gia của hơn 30 chuyên gia sử học. Điều đáng chú ý ở đây là có một số người cả trong nước lẫn ngoài nước tỏ vẻ hớn hở vui mừng khi thấy Cộng sản Việt Nam nhìn nhận Việt Nam Cộng hòa của miền Nam trước đây là một thực thể chính trị độc lập qua bộ sử này. Nhưng nếu đào sâu hơn một chút thì chúng ta sẽ thấy rõ bản chất của bộ sách lịch sử này của Cộng sản Việt Nam. Ông Nguyễn Nhã, tiến sĩ sử học của Cộng sản Việt Nam đã nói lên sự thật trần trụi nấp đằng sau bộ sách này là Cộng sản Việt Nam muốn có được sự chính danh về mặt quốc tế, về chủ quyền của hai hòn đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Vì sau Hiệp định Geneva 1954, Hoàng Sa và Trường Sa là lãnh thổ của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa hai hòn đảo này đã bị Cộng sản miền Bắc trân tráo bán cho Trung Cộng qua công hàm Phạm Văn Đồng ký ngày 4 tháng 9 năm 1958. Này muốn lên tiếng bảo vệ hai hòn đảo này thì không có chính danh về mặt công pháp quốc tế, nên Cộng sản đành phải nhìn nhận thực thể độc lập của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Mục tiêu kế tiếp qua bộ sử này, ông Nguyễn Nhã đã khuệt tẹt ra rằng nó được dùng để đẩy mạnh tiến trình hòa hợp, hòa giải dân tộc với những đồng Mỹ Kim đang nằm trong túi của 4 triệu người Việt tị nạn Cộng sản cuối cùng là tránh phải giải thích tại sao bị thất bại trong việc ngăn chặn chiến dịch cờ vàng do người Việt tị nạn phát động trên toàn thế giới. Vì thế đừng vội mở tiệc hớn hở ăn mừng theo kiểu cởi người xem hoa mà không nhìn thấy bản chất thật đằng sau bộ sử này cần phải khẳng định một điều rất rõ là người Việt tị nạn không thể hòa hợp hòa giải với chế độ cộng sản, một chế độ được dựng lên theo chỉ thị của ban phương Đông quốc tế cộng sản ngày 18 tháng 10 năm 1929, sự ra đời của nó chỉ nhằm phục vụ cho quyền lợi của mẫu quốc Liên Xô, thực thi mộng đế quốc của thiên triều Xô Viết ra toàn vùng Đông Nam Á bằng xương và máu của người Việt Nam, ngụy trang một cách khéo léo dưới mỹ từ thi hành nghĩa vụ quốc tế hay tình nghĩa vô sản quốc tế anh em. Cái giấy khai sinh ngày 3 tháng 2 của Đảng Cộng sản Việt Nam được cấp từ Liên Xô với cha đẻ là Pháp, mẹ là Liên Xô và cha ghẻ là Mao Trạch Đông. Ông cố của nó là Các Mát, ông ngoại của nó là Lê Niêm, nó là con đẻ của ngoại bang. Nó không hề mang dòng máu Việt. Cộng sản và dân tộc như nước với lửa, không có chuyện hòa hợp hòa giải dân tộc với Cộng sản Việt Nam. Jimmy Thái Nhật tường trình cho SPTN.